you close your eyes. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Đây là Noob. Xin chào. Hôm nay là không vẫy được tay các bạn, thế nên là lắc đầu chào các bạn. Đấy, lắc đầu này chào các bạn nhá. Hôm nay là không vẫy được tay trên không. Đấy, trời ơi. Đấy. À, lần trước thì mình đã thực hiện xong, nói chung là hoàn thành xong cái thử thách đó là chế tạo cái block ở đâu, cái quả TNT chứ. Đấy, quả TNT 1 triệu đô các bạn này, các bạn thấy không? 1 triệu đô la mít đấy. Đấy, đô la mít đấy, nó nghe chừng đâu đó khoảng vài chục tỷ Việt Nam đồng. Đấy, chắc là đối với các bạn rất là nhỏ thôi, nhưng mà đối với Noob là gọi là một số tài sản kích xù đấy. Đây, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi thực hiện cái thử thách rằng là chế tạo đồ siêu VIP 1 triệu đô. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Hiện tại mình đang ở, nhưng mà rõ ràng là mình hoàn thành cái thử thách này rồi mà. À, thử cứ ấn start đi. Hoàn thành. Well, hello there. Cái gì đây? Do you think you have what it takes to make $1 million TNT? What? That's too easy for you. Fine then. Stand back. Wait, chạy, mình vừa nghe xong cái câu. À. Do you think you have what it takes to make a $1 million boat then? Let's find out. Okay. Upgrade your crafting table first. Có nghĩa rằng là vừa nãy rằng người ta bảo rằng là cái thử thách ấy. Cái gì nữa? It will help in your crafting. Okay. Đây. Có nghĩa rằng là người ta nói rằng là cái thử thách chế tạo TNT lần trước cho mình nó quá dễ phải không? Đấy, thế nên là này người ta làm một cái thử thách đó. Khó hơn cái thử thách chế tạo TNT 1 triệu đô các bạn. Đó chính là chế tạo cái gì nhỉ? Cái thuyền, một chiếc thuyền 1 triệu đô. Rồi, và chúng ta nhận được những cái dụng cụ này các bạn. Chắc là những cái dụng cụ đập lại này như cúp hay là kiếm thì mình sẽ để qua đây. Để lên trên này đi. Thôi cất vào dương đi nhỉ. Trước tiên là chúng ta sẽ chế cái nâng cấp bản chế tạo trước, cần đất. Chắc chắn là phải đi đào đất rồi, nhưng cất ngay vào dương đã. Chúng ta cần gì đây? Cái này là cái nhiên. Cái này thay than à? Ok. Có nghĩa rằng là ở đây không có than mà chúng ta phải thay than bằng gỗ đây, thay gỗ vào than đây. Rồi, đào đất đã. Chắc chắn rồi. Ui trời ơi, chơi dại rồi các bạn ơi. Đào ở trong vùng nước là chơi dại rồi. Biết thế là đào ở trong trước, sau đó thì mới đào ở chỗ kia nó mới nước nó vào chứ bây giờ. Rồi, không sao. Lần này là người ta cho mình đồ bằng sắt trước các bạn. Ui, có vẻ là đầu tư đấy nhờ. Chúng ta đào một mạch luôn nhá. Mình nghĩ rằng là đào tầm đâu đó khoảng làm thuyền thì chúng ta chắc là cũng cần ít cái. Mình nghĩ là cần nhiều gỗ này. Chắc là cần ít đất thôi, bởi thuyền nó ai làm bằng đất bao giờ không. Người ta làm bằng sắt hay là bằng gỗ hay là bằng, nói chung là nguyên vật liệu ấy thôi. Thế nên chắc là cần ít đất. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo cái nâng cấp bàn chế tạo trước bằng thế nào, 10 này. Đấy, các bạn thấy không, máy đây rồi, đặt vào đây chế tạo luôn, ngay và luôn. Rồi, nâng cấp cái bàn chế tạo lên để chúng ta có thể là bắt đầu chế thuyền nào. Chiếc thuyền well 1 done. Đô la của chúng ta. You made a 2x2 crafting table. Ok. Check out your new recipes. Đây. Cái này là nâng cấp bàn chế tạo lên 3x3, còn cái này là đây, chiếc thuyền 1 đô la của chúng ta đây. Chúng ta cần hai cục đất và một hai tơ nhện. Hai sợi chỉ. Đấy, mình cứ nhầm sợi chỉ tơ nhện. Và đây vừa lấy mình vào mình đã thấy cái mấy cái lồng spawn này chắc chắn là có nhện ở đây rồi. Nhện là sợi chỉ à? Thuyền mình nghĩ rằng là cần nhiều sợi chỉ đấy. Thế nên là chúng ta sẽ chắc là mình sẽ quánh nhiều mấy cái con nhện này. Ui, có ra luôn hai à? Quánh nhiều mấy con nhện này để lấy sợi chỉ nhiều. Chắc chắn là cần nhiều, mình đoán không sai đâu mà. Xương thì có hai lồng spawn ra người xương luôn, chắc là để nó phá mình đấy. Nó phá mình không cho mình đánh nhện đây, nhưng không sao, yên tâm. Lần này chúng ta có đồ sắt rồi. Nhện này. Lần này chúng ta có đồ nét. Úi trời, không ra gì luôn, không dạng. Mày là sao? Lần này chúng ta có đồ sắt rồi, thế nên là việc đánh mấy cái con người xương hay là mấy con nhện này chắc nhanh thôi. Ấy, hai anh em là người xương. Ấy, tham ạ. Làm sao? Thế nào? Úi trời ơi. Bắn khó chịu thật các bạn. Làm sao? Thế nào? Úi trời ơi, chém còn sượt. Chém lại. Úi trời ơi. Sao không xuất hiện con nhện nào? Hình như mình chạy xa quá thế là đâm ra. Nhện nó không xuất hiện rồi. Đây rồi. Mình thấy nghe đấy. Úi, hai con, hay quá. Rồi. Làm sao? Ui. Ba tơ nhện luôn à? Ngon. Mình sẽ đứng sát vào cái chỗ lồng spawn nhện để chúng ta có thể là lấy nhiều nhện hơn nhá. Lấy nhiều sợi chỉ hơn, quên mất. Cứ nhầm tơ nhện với cả sợi chỉ. Mà nói chung là hai cái đấy nó cũng xem nhau à.
Khác nhau ở cái tên thôi, mình biết là khác nhau ở cái tên thôi. Làm nào, đánh con này lấy xương luôn, không biết là xương có cần hay không. Không biết là có làm thuyền bằng xương không, nhưng mà chúng ta sẽ tiện thể là xử luôn. Cái tính của mình là làm cái gì là làm cho xong các bạn. Đấy, thế nên là chúng ta làm một lèo luôn. Rồi, chưa thấy con nào xuất hiện luôn. À, đây rồi, nhện này, xuất hiện 3-4 con nhện một lúc xong nào, đánh nhện, nó bó xin nhện rồi. Ngon. Mình ghét con người xương, mà nó lại còn bắn mình mất máu nữa. Đâu, đứng sát sát bên này đi, cho lồng bên kia nó không xuất hiện. Đấy, cái mẹo là như vậy các bạn. Sát bên này đi, tuy rằng là, đấy, thế. Làm sao? Ui, không ra sợi chỉ kìa. Bực thế nhở. Rồi, con người xương bên này nó cũng không ra luôn mà. Đó, mình lại chạy sang bên này cho con người xương bên này nó không ra. Hợp lý không? Úi chết rồi, con này vẫn ra. Con này vẫn xuất hiện này. Cay thật. À, chúng ta đứng đây chờ con nhện này ra. Mà chúng ta oánh chắc là mình đánh con nhện này con cuối cùng đi xong rồi. Đi chế cái thuyền các bạn. Thiếu một tí nữa Quay lại đây lấy sau vậy. 7 sợi chỉ là mình nghĩ rằng là nó chưa thể nào mà đủ đầy đủ hết đâu, nhưng mà thôi đi thôi. Thôi chúng ta được bằng nào hay bằng đấy nhá. Chúng ta được 8 sợi chỉ rồi. Giờ mình về chế cái thuyền bằng đất à. Ôi dồi ôi, thuyền $1 thì không biết là nó có xịn sò thì không. Chắc là chỉ để đi vớ vẩn thôi. You made a $1 boat. You must feel proud. Ok, đã xong cái thuyền. Con người xương nó bắn đâu đấy. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ đi tìm nguyên liệu để nâng cấp lên cái bàn chế tạo 3x3. Thì ở đây là có slime và có cái cây xương rồng à. Rồi, phải nung cây xương rồng rồi. Chúng ta thả thuyền đi. Thả cái này gọi là cái bè các bạn. Ở chỗ mình gọi là cái bè, và chúng ta sẽ đi ra hướng mấy cái hướng này đi. Đây, sa mạc đây thì chắc chắn là có xương rồng rồi. Cát ở đây là có xương rồng. À, slime bên này luôn. Ngon. Chúng ta là lấy xương rồng trước. Xương rồng và mấy cả cái cát này. Chắc chắn là cái cát này thì cần tới đấy. Mình nghĩ là nó đào được là cần tới đấy. Rồi, chúng ta đào luôn ở đây lấy xương rồng về nung. Mà chúng ta chỉ có một block gỗ thôi. Thế nên là mình nghĩ rằng là mình phải ra cái chỗ mấy cái cây gỗ kia mình chặt nốt để lấy cái gọi là cái nhiên liệu để nung. Đấy, không có than mà. Nó phải dùng dùng gỗ rồi. Thế là ra chặt gỗ. À, con slime qua đây. Mày qua đây. Ok, qua đây. Mình xử lý nó luôn. Qua đây. Ê, thằng nhóc, qua đây. À, đây là cái cổng địa ngục này. Chắc chắn là tí nữa phải xuống địa ngục rồi. Qua đây. Qua đây. Come on, come here. Hay quá. Ui trời, một công đôi việc các bạn. Một công đôi việc luôn. Ui, con này quẹt đấy. Một công đôi việc luôn. Xử lý con slam liền. Tuổi gì mới con slam này. Slam này, con này con to thế là đánh thoải mái luôn. Đấy, sau đó thì cho nó spawn bên kia. Mà mình lúc nào mình chặt xong rồi nó lại sang bên này. Quá hợp lý các bạn. À, chắc là mình phải lấy tầm 3 lần cái cát và mấy cả cái cây xương rồng này spawn ra thì chắc là đủ quá. Vì mấy cái này ở xa mình đâm ra mình không muốn rằng là đi lại nhiều á, lấy một lèo luôn. Đấy, con slam lại qua đây này. He, qua đây nào em ơi. Qua đây cho biết thế nào là sức mạnh của núp. Okay, chúng ta sẽ lấy cát nhé. Bao nhiêu rồi? Gần 2 stack rồi. Hey, qua đây, come here. Hello, my friend. Rồi, chẳng quan tâm luôn bạn. Nó kiểu như là mù à. Chết dở rồi. Con này sáng ra mà. À, buổi tối đeo kính râm không nhìn thấy gì à. Hỏng à các bạn. Đấy, các bạn buổi tối đừng đeo kính râm nên nhìn nó chả thấy mình đâu. Rồi, chúng ta sẽ... À, nó thấy rồi. Ê! Không biết nó thấy chưa hay không? Không biết nó chưa thấy hay là thấy rồi. Mình đào lốt lần này đi, sau đó thì mình sẽ đi qua đấy để đánh slam ạ. Đánh chắc là cũng phải kiếm tầm một stack block bóng nhờn. Hoặc là hơn đấy. Cái nước này là chúng ta không thể nào mà đi bơi được đâu. Bởi vì nó sinh ra thuyền mà. Chúng ta mà bơi là chắc chắn là sẽ chết. Mình đoán không sai đâu. Ở đây. Úi dồi ôi. Nhà bao nhiêu? 16 rồi này. Mỗi con này cứ tính cho sơ đi. Là chắc phải giết tầm 3-4 con. Sờ lem. Quánh nó luôn. Sờ lem hay xì lem không quan tâm các bạn. Miễn là nó có bóng nhận là được. To đánh. Đánh vừa dễ mà lại được nhiều. Thích thật. Ok. Ta được hình bao nhiêu? 33 các bạn. Ui, con này không to lắm. Mình sẽ đánh thêm một con nữa xong rồi về nhé. Đánh thêm một con to, siêu to khổng lồ như thế nữa là đủ. Mình nghĩ là như thế là ok.
Rồi, 45 rồi, thêm một con nữa bạn. Nó sức mặt, à đây, nó nhảy từ trên trời rơi xuống à. Rõ ràng mình không thấy cái lồng spawn đây, đúng là chắc nó nhảy từ trên trời rồi, trên bên này rơi xuống rồi. Ok, chúng ta sẽ đánh mấy con nhỏ nhỏ. Mấy con nhỏ nhỏ mình chỉ cần click chuột một cái thôi là nó teo đời nó luôn. Nó biến hình luôn, biến thành bóng nhờ luôn, nhưng mà khổ nỗi là mấy con to to chúng ta phải hoánh nhiều. Rồi, lùi các bạn, đấy, đi bè các bạn. Ai, đừng, tha cho em. Ui, ui. Trời ơi, nó dẫm mình mấy cái nữa chết bạn. Rồi, đấy, chúng ta sẽ về nhé. Đây gọi là cái bè các bạn. Ở chỗ mình gọi là cái bè, chứ không gọi là cái thuyền đâu, cái này chưa thành cái thuyền được. Rồi, bây giờ mình sẽ nung cái. À, chưa được, đi chặt gỗ. Quên mất, có mỗi một cái block gỗ để nó hướng dẫn mình, đó là nguyên liệu để mình nung mà. Đây, có mấy cái cây đây, không biết có chặt hay không, chặt được hay không đây, nó để đây, mình cũng chưa biết được. Chúng ta cứ thử ra đây xem. Mong là chặt được, mong là đúng như mình nghĩ. Ờ, cho gì mà, thế nên là mình đoán chắc rồi. Ok, một cây đã xong. Xong một cây bạn. Ui, ui cái này, ờ, cái này nó chặt, nó không ra block gỗ đâu bạn. Nó không để mình phân tách ra từ một block gỗ ra bốn cái ván gỗ đâu, mà nó chặt ra ván gỗ luôn. Thế nên là đâm ra là không bằng này. Ui, bằng này là vẫn là ít bạn. Rồi, không biết là mình có dùng gỗ không, chắc chắn là phải có thuyền gỗ chứ, mình nghĩ rồi. Thuyền đất có là thuyền gỗ, xong rồi thuyền đá đấy, đoán sơ xem đấy, chắc là có. Phi thuyền, nó có khi nào mình chế được phi thuyền không? Đoán già đoán non thôi, chúng ta sẽ tập trung vào chế nhá. Chắc là chặt xong cây này là mình đi về chỗ kia thôi. Ok, đi về thôi. Đấy, cái bè bằng đất bạn, lần đầu tiên mình thấy luôn. Chỗ mình là làm bè là người ta làm bằng gọi là mấy cái cây cây mai hay là cây gì nó nổi được, chứ đây làm bằng đất. Ác thật. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu nung lên. Nung thì mình lấy tầm 14 thôi. 14 là nhiều rồi, bỏ hết cái này vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Chúng ta sẽ xem công thức rồi. Công thức đầy phải không? Đây, ra chế slam ạ. Cần một block slam siêu to khổng lồ. Đấy, và hai cái kia là được. Rồi, đây. Một block slam siêu to khổng lồ của chúng ta sẽ vứt vào cái máy chế tạo này. Máy nào gọi là máy sản xuất công nghệ cao ạ. Hai vào đây. Xong. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp nhá. Bỏ một cái này vào đây này. Một slam vào đây và hai cái này vào đây. Phải không ta? À đâu? Trời ơi, bỏ slam rồi đây. Hai cái xương rồng. Rồi chúng ta đã có cái bàn chế tạo 3x3. Nâng cấp lên. You made a 3x3 crafting table. Check out your new recipes. Ok, chúng ta đã có công thức mới rồi. Cái này là để chế tạo gì đây? Cần đá. Cần đá để chế tạo cái đến với cánh cổng địa ngục kia. Ok. Tiếp đến là chúng ta chế tạo bằng gỗ. À, thuyền bằng gỗ đây rồi. Ngon. Tiếp theo là cái bàn chế tạo 4x4 này, chúng ta cần cát và đá. Tóm lại là bây giờ chúng ta phải đi tìm đá. Nhiệm vụ chúng ta đi tìm rất là nhiều đá đấy các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Rồi chúng ta sẽ chế cái này trước. Cái này thì đơn giản rồi các bạn. Ôi xổi. Cái thuyền thuyền bằng gỗ này. Đấy, đó có sai đâu. Thuyền 10 đô à. You are so special. Rẻ thế. Làm bằng gỗ mà có 10 đô luôn. Tính ra mấy trăm nghìn luôn. Ủa, chuyện này mà làm ngoài đời là bán bị lỗ đấy. Rồi chúng ta sẽ đi thôi. Không biết là mấy cái chỗ kia là để làm gì. Mình thử đi từng qua từng cái một nhá. Chúng ta bè sẽ đi tìm đá cuội các bạn. Ô, cái cây này cây gì đây? Ô, cái này mình không lấy được à? Cái này là cái gì đấy? À, chỗ này chỉ là một cái hàng rào đúng không ạ? Rồi, cái này chỉ là một cái hàng rào mà mình dùng thuyền, chính cái con thuyền gỗ này mà mình đâm. Ok, chúng ta đã đến vùng đất mà có rất là nhiều đá đây rồi. Và đây có một cái nút bấm này. Ủa, thế đá nó rơi ở đâu? À, rồi. Đây là một cái máy farm đá các bạn ơi. Ok ok, hiểu cách hoạt động của nó rồi. Chúng ta chỉ cần ấn đứng đây và ấn nút, đá nó sẽ tự động nó cắt ở đây và nó rơi vào cái kia, giống như kiểu máy farm sắt ở chế tạo cái ô tô siêu xịn 1 triệu đô của mình ấy. Đấy, thì cái này là máy farm đá nó cũng như vậy, nhưng mà nó cầu kỳ hơn một cái là nó sẽ đẩy từng block đá này, nó sẽ gọi là nó không đẩy nữa à? À đây. Ok, chúng ta phải chờ nó. Chờ nó đã. Chờ cái nước với cả cái lava nó biến đá đã. Đó, mà mình đẩy với nó mới có tác dụng. Ok, cứ hai block được một lần được hai block à? Lâu ấy nha. Mình cần đến xem nào. Ui. 90 cái này này, hai stack này. Sau đó thì bên này nữa này. Ui 45 ít, không phải 3 4 stack các bạn ơi. Cần khá là đi vài đi. Đấy đủ rồi nhá.
vừa zin 5 stack rồi, chúng ta sẽ về nhà thôi. Về cái căn cứ của mình đây. Chiếc thuyền bằng gỗ trị giá vài trăm nghìn đấy. Wow, chỗ này được khai phá, không biết có đâm được bên này không? Từ á, mình thử ra đây xem nào. Mình đoán ra là mỗi cái con thuyền, không đâm được rồi. Mỗi cái con thuyền nó sẽ có một cái khả năng riêng và nó sẽ mở được một chỗ riêng. Đó, cả bên kia nữa, thế nên là chắc là tí nữa mình chế được con thuyền nào mới thì mình sẽ đi qua đó thử để lấy nguyên vật liệu mới. Đây, bắt đầu là chúng ta sẽ, bây giờ là đến giờ là phân tách ra rồi này. Thôi, đến giờ phân tách ra là nó hơi bị mệt nha. Nó hơi bị khó nha. Rồi, chúng ta sẽ phân tách ra, đấy. 8, 9, 10 đây, chúng ta sẽ để 10 ở đây, 10 ở đây. Đó, chỉ có cách này là nhanh nhất thôi. Ấn một cái này. Ui, nó không gộp được các bạn, nó không chế tạo gộp được, cái đâm ra mình phải bắt buộc là làm kiểu này. Ui, chết rồi, quên mất chưa ấn các bạn. Quên mất chưa ấn nút. Ui. Ấn nút nó còn. Rồi. Ấn nút nó còn không thực hiện nhiệm vụ. À đây rồi, tưởng không thực hiện nhiệm vụ nữa thì thua. Thế thì thua. Ok. Đấy, chúng ta được 4 rồi. Tổng cộng là mình cần 9 cái này. 9 cái này là chúng ta sẽ cần đến 90. Ok. 9 cái này là chúng ta được 2 cái block obsidian. 2 block đây được 8 rồi. Đây là cái này là được 8 rồi. Mình sẽ lại tách cái này ra. 9 này. 9 này. Đó, được 8 này, được 9 này, được rồi, 2 block obsidian rồi. Còn 4 cái đá này nữa. Rồi đây, 2 block obsidian bỏ nguyên này. Rồi 4 cái đá để nâng cấp lên cái bàn chế tạo mới. Các bạn thấy không? Chế mất thời gian thảo nào. Nó vừa vào nó đã hỏi rằng là bạn cảm thấy rằng là lần trước quá dễ. Rồi, lần này nó cho khó hơn. Nó cho khó hơn rất là nhiều lần. Kiếm cái đá quậy thôi đã thấy khổ rồi. Ok, 9. Chúng ta sẽ cần đến 13 và chúng ta đã đủ 13 rồi. Bây giờ mình sẽ chế nhá. Trước tiên là chúng ta chế obsidian trước là 5 obsidian này. Ôi chết rồi, mình lấy thừa đá không biết là có làm gì không, mất thời gian thật. Mất thời gian lấy thừa đá làm cái chi không biết. Đây, chúng ta sẽ cần cát này. Nâng cấp lên 3 x 3 phải không? Không biết là cần đá làm cái gì nữa không, mong là cần các bạn đỡ cảm thấy mất công. Đỡ cảm thấy mất công. Well, nâng cấp. Ok. You made a 4x4 crafting. Cất cái này đi. Check out your new recipes. Cất cả cái này đi. Rồi, đây là công thức 6x6 à. Và một cái thuyền 100 đô và một cái thuyền 1000 đô. Chúng ta cứ chế thuyền 1000 đô đi. Ui, cần nhiều slam thế nhỉ? Ui, may quá vẫn cần đá. Rồi, gỗ, đá, slam. Ok, may quá vẫn cần đá các bạn ơi. Mình cứ tưởng là không cần đá là thôi, mất công rồi đấy. Mất công toi rồi. Chúng ta cần thôi mình cứ làm đi 10 đá này. Làm 4 đá đi. Làm 4 cái đá quậy gọi là hoàn chỉnh đi. Compact stone đây à. Ok, chúng ta làm 4 cái này đi. Không biết là mình là thích thừa hơn thiếu ạ. Rồi bây giờ chúng ta cần đến 2 block slam phải không? 2 block slam. Đơn giản, có liền. Ấy. Rồi, mồm vừa nói xong câu có liền, đặt nhầm luôn. Đặt nhầm luôn cái bóng nhờn. 10 này. Em tiếp đây này, xương đã có rồi. Ok, chúng ta đã chế được cái 100 đô các bạn. Đâu đó khoảng hơn 2 triệu một xíu. Cái thuyền là hơn 2 triệu, không biết là nó có cái tác dụng gì, nó xịn sò không. Nhưng mình đoán chắc là nó sẽ mở ra cho mình một cái nơi mới để mình có thể là lấy nguyên vật liệu. Chứ còn cái khác thì mình không biết. Wow, you made a $100 boat. Ok, you are surprising me. Và cái công thức chế tạo 1000 đô này. Thuyền hai mấy triệu này, chúng ta cần vàng và redstone. À, thế thì chúng ta lại phải cần đi tìm vàng và redstone rồi. Vừa nãy mở cái kia rồi, xong rồi chắc là đến cái bên này. Rồi, thuyền bằng slam luôn các bạn ơi. Wow, ngầu thật, thuyền làm bằng slam xanh lè luôn các bạn. Ok, chúng ta đã phá được cái hàng rào bảo vệ đây rồi. Và ở đây là cái khu mai. Wow. Có redstone đây rồi, mình sẽ đào đây. Đào redstone đây, chúng ta cần đến ui có mỗi 2 redstone à. À, còn địa ngục nữa chứ. Redstone 2 và 2 vàng. Được thôi, đơn giản. Ui, cứ tưởng là được ra block redstone nữa thì mình lại phải đi nung. Ui, block redstone siêu to khổng lồ các bạn. Nhìn to. Đó, nhưng mà thực ra mình nhặt là mình nhặt được cái đá redstone thôi chứ không phải quặng. Ok, đào hết redstone ở đây đi. Mất công đào rồi. Và chúng ta đào vàng. Vàng mình nghĩ rằng cũng cần nhiều đấy. Trời ơi.
mọi cái này hầu như là đều cần nhiều, thế là mình tiện là mình đào luôn chứ không không để là mất công chúng ta lần sau chúng ta quay lại đây chúng ta đào được. Kim cương cũng đào luôn này, kim cương mình nghĩ là chắc chắn cần này. Ui, lần này đúng là nó làm khó mình hơn rồi. Lần trước là chúng ta chỉ cần đặt TNT đổ bùm cái xong. Lần này chúng ta phải đi đào từng cái một, từng cái một. Không biết là lần sau còn có cái đồ gì vip vip làm khó nữa không. Đại khái là hiện tại là đang cảm thấy khó dần đào. Đó, các bạn thấy không? TNT dễ là cái này nó phải cho khó ngay. À, bao nhiêu rồi? Bây giờ chúng ta được 27 redstone rồi. 8 vàng và 5 kim cương. Kim cương hiếm thế. Ok, kim cương bên này nữa này. Rồi. Ok, hồi sinh kim cương chưa? Đây. Hồi sinh kim cương rồi đấy. Vàng chưa thấy, vàng chưa thấy. À đây rồi. Vàng mình còn đào thừa ra một chỗ nào đấy. Rồi, chúng ta sẽ đào. Đào kim cương và redstone nhiều nhiều một xíu. Kim cương mình nghĩ chắc chắn là cần đến rồi. Chắc chắn là cần đến rồi, không chạy được đi đâu à. Ủa, vàng mình đào thiếu ở chỗ nào nhờ? Đào bỏ sót chỗ nào ta? Mình nhớ rằng là mình có đào bỏ sót chỗ nào vàng đâu. Lanh quanh luẩn quẩn đây. Hay là chỉ được 8 vàng thôi? Ờ, chắc là maybe có thể là chỉ được 8 vàng đấy bạn. Hai mình về ta. Đào được 50 cái redstone rồi. À đây, hình như bên này đây đấy. Không phải, trời ơi, cứ được ở đây trên này. Trên này có một vàng thảo nào nó không hồi sinh lại các bạn, nó không spawn lại. Đó, ngồi trên đỉnh nóc, trên nóc. Bảo sao mà chờ hoài không thấy. Chờ tới chờ lui, chờ hoài không thấy. Và chúng ta sẽ đào với cái này. Vàng này. Đấy, vàng mình cũng cần nhiều. Lần này đã cần đến lần này chế tạo cái 1000 đã cần đến 4 vàng rồi. Thế nên là không có nghĩa lý gì mà mình lại đào ít cả. Chắc chắn là đối với các bạn là các bạn sẽ chỉ đào đủ thôi. Còn đối với mình là mình sẽ đào cho bằng thừa thì thôi. Rồi 22 rồi, thôi đi về thôi. Bây giờ là thừa rồi đấy. Bây giờ mình sẽ về, đây là cái khu mỏ nhá. Đây là khu mỏ chúng ta có thể là chúng ta lấy quặng. Mấy cái cây này cây gì đấy kiểu như là bèo à? Bèo giạt mây trôi à? Đâm chả được cái gì. Rồi, đây qua bên này. Đó, chúng ta đã mở thêm một khu vực mới. Và bây giờ mình sẽ đi ui chết rồi, lại quên không tiện thể rồi. Mình sẽ đi qua bên kia lấy và đửa đây có rồi. Qua địa ngục các bạn, qua địa ngục để lấy block Netherrack. Đấy cái block trời ơi, dưới địa ngục mới có bạn, trên này nó bói ra. Xuống nào. Chúng ta chỉ cần đến 2 block thôi. Chúng ta vẫn thừa đến 3 cơ mà. Thế nên là mình lấy nhiều đá quá rồi, sai lầm của mình. Mất thời gian lấy nhiều đá nhưng thôi không sao. Tiện thể các bạn. Thuyền tiếp theo của chúng ta, thuyền 1000 đô là thuyền bằng vàng các bạn. Thuyền bằng vàng, không biết là thuyền. Ui, này đào nhanh ta. Đào nhanh đấy. Tạm thời là mình đang cần đến 40 à. Ok. Ui. Đang cần đến 40 cái block Netherrack này. Đó, Netherrack này thì chúng ta cần đến 40 thì mới chế tạo được 4 block kia. 39 40 đây rồi. Tiện thể đào thêm đi, không cần biết là nó có ý nó cần hay không. Ở dưới này không biết là có cái con gì không. Chắc là lại có con Skeleton Wither. Mình đoán không sai đâu. Ở bên xa xa kia thấy rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi đào chỗ này nhá. Rồi, đào đủ đi. Rồi, đi về thôi. Mình lần sau mình sẽ cần xuống đây mà. Nên là tí nữa tính sau đi. Đằng nào cũng xuống đây để có thể là đánh bại con Skeleton Wither để chúng ta lấy cái đầu của nó. Sau đó mình về mình đổi mà. Nên là chắc chắn là mình sẽ quay lại địa ngục một lần nữa. Rồi bây giờ về chế nhá. Về chế được cái thuyền 20 mấy triệu đấy bạn. Hơn 20 triệu. Xịn xò chưa? Rất gì và này nọ. Ok, bây giờ mình sẽ tách cái này ra. Tách cái này ra là 8 mà. Chúng ta cần 4 phải không mỗi. Chia ra làm 4 phần. 4 phần này. Ui. 8, 9, 10, 10. 10 này, 10 tiếp này. Tạm thời vứt cái này bên ngoài đã. Tạm thời là như thế. Rồi, 4 cái này. Ui, thế rồi. Trời ơi, sai lầm tuổi trẻ bạn. May quá. May quá là chúng ta không. Nó đúng là 41 cái ạ. Ui, cái máy này là còn phải vứt chuẩn xác à.
Vẫn không được các bạn, vẫn chưa được. 9 này. Vứt. À đây rồi. Vứt mình tưởng vứt ở bên bên mép mép này lại không được chứ phải vứt ở chính giữa mới được. Rồi, chúng ta đã được 4 rồi. Là mình sẽ chế còn chết dở. Quên mất chưa nung vàng. Trời ơi còn chưa nung 4 cái vàng này thì chế bằng niềm tin và hy vọng. Đây chúng ta nung chia ra để nung đi. Cần 4 vàng. Cần 4 vàng redstone đầy đủ rồi, bên mình chỉ thiếu vàng thôi. Đấy, bên này có 1 vàng bên nữa là cần là đủ rồi. Chế được thuyền rồi. Ui mình có thể nâng cấp luôn được cơ. Nâng cấp được luôn lên 6x6 rồi mà. Đây chúng ta có kim cương rồi này. 4 cái này. Ôi nhưng mà mình lại phải nâng cấp thêm một cái 4x4 à. Ồ, hay quá. Ok, sao chúng ta nâng cấp thuyền nhá. Chúng ta nâng cấp thuyền 1000 đô la Mỹ. 1000 đô la Mỹ. 1000 đô la Mỹ. Đặt xuống đây xem nào. Ồ, ui, thuyền bằng vàng xịn thật. Rất gì về này nọ đấy nhờ. Được của nó đấy, được của nó đấy. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ nâng cấp cái bàn chế tạo này lên đi. Cần kim cương này, kim cương có rồi. Bây giờ mình phải nâng cấp đây. Nâng cấp cái bàn 4x4 này đã. Nâng cấp lên bàn 4x4 là chúng ta. Ui, chết giò này hỏng rồi các bạn ơi. Bè lại phải xuống bàn 3x3 các bạn. Nâng cấp từ bàn 1x1 lên. Wow, tính ra là mình còn nhiều công đoạn ta. Tính ra là mình cần nhiều công đoạn đấy nha. Nhiều công đoạn đấy nha. Rồi tiếp tục lại nâng cấp thêm một lần nữa này. Mong rằng là tí nữa không có cái nào nó bắt mình nâng cấp thêm. Rồi cất cái này đi. Ok cái này là mỗi cái còn 2. Ủa mình mới biết trước là vừa nãy mình nâng cấp ở. Rồi chúng ta cần thêm lóc đá. May quá. Vẫn đủ. Vừa đẹp các bạn. Vẫn đủ. Rồi đặt block đá đây. Làm khó không? Các bạn lần này thấy khó không? Thử thách càng ngày càng khó rồi. 3x3 này. Rồi, mình sẽ cần đến đá 4 bên này này. Okay. Ui chết giờ. Quên mất là chưa lấy cái đây còn một cái này nữa. Ui. Không biết là tí nữa nó còn nâng cấp cái cuối cùng nó có cần đến không. Mình lại phải chế lại từ đầu thì chắc chết mất. Vì là chế tạo mấy cái này nó mất thời gian kinh khủng khiếp luôn. Ok, rồi. Cuối cùng cũng đã xong con ong. Ui chết nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ lên 100.000 đô các bạn. 6x6 đây rồi. Ui, cái này chỉ được 3 thôi à. Ghê ta, nguy hiểm ta. Mình sợ tí nữa chúng ta lại cần thêm ý. Ok. Well done. You made a 6x6 rồi. Cuối cùng rồi. Chưa gần cuối cùng các bạn. Đây là 4x4 mình bỏ đây rồi. Chúng ta sẽ đến với một chiếc thuyền 100.000 đô. Ui, cần cái gì đây? Vàng này, 3 vàng có vàng, 4 kim cương có kim cương, 3 block obsidian có, 4 xương cũng có nốt. Slam 2 có nốt. Rồi chúng ta còn cái tấm mảnh. Ủa, mảnh kia kiếm đâu ta? Thử nhá, đi sang bên này thử xem. Bây đi kiếm cái mảnh kia đã. Ê, trời ơi. Mảnh lăng trụ biển kia mình hay gọi là vây cá mập á. Đây. Mảnh lăng trụ biển dưới này. Rồi đây chúng ta có đây bạn. Ồ. Ngon ha. Xịn ha. Cúp đây rồi. Chỗ này đâu rồi? No ride KZQ fishing. Ui. Bên mình phải tiêu diệt cái con này các bạn ơi. Rồi how to rồi. Mình không thể nào mà bơi được. Wow. Mình không thể nào mà bơi được thì bây giờ phải dụ nó lên à. Hey, Camille, con đuôi ơi kìa. Mình không thể bơi được bạn. Mình bây giờ phải dụ nó lên. Bằng cách nào đó, bằng một cái cách nào đó mình phải dụ được nó lên bạn. Ui. À đây nó đây rồi. Hey, lên đây. Bạn gì ơi? Hey bạn gì ơi, bạn lên đây. Lên đây bạn gì ơi. Ờ hay quá bạn ơi, chúc mừng bạn đã quay vào ô. Ui trời ơi, bạn này khôn thế. Từ đây nhá, đây, mình phải dụ nó lên được đây các bạn. Khổn lắm. Trời ơi, ăn gì mà khôn thế không biết. Đấy, con này bị lấp ở lóc là nó sẽ không hút được đâu. Nào, lên đây em ơi. Đứng lại. Rồi, xong nó chơi đùa với mình luôn. Nó chôn mình luôn bạn. Ờ, hút đi, đúng rồi. Xuống đây rồi, xuống đây rồi.
Ui, nó vẫn chưa chết kìa. Toang mình rồi các bạn ơi. Con này hút, hút, hút. Rồi, chúng ta có 11 rồi. Ui. Ôi. Thề luôn đi, quánh mãi. Quánh mãi mới được 10 mà sắp bây giờ mới sắp được 11. Ui ui ui, nó hút kìa. Bây giờ bằng một cách nào đó mình phải dụ được nó ra khỏi đây rồi đấy. Mấy con này nó càng ngày càng khôn dần rồi. Khôn hết phần của người khác. Mày thấy tao núp mày đất đạt. Mày. Mày. Làm sao? Mày làm sao? Chạy kìa nó, chạy kìa nó, chạy kìa. Mày. Mày làm sao? Rồi 11 rồi. Ui ôi. Mày quá. Ok. Về thôi, về thôi, về thôi. Về thôi. Lần này mệt lắm rồi. Chúng ta sẽ đi chế tạo. Mong rằng chúng ta không phải lấy lấy bất kỳ một cái mảnh nào nữa. Ok. Giờ này chúng ta sẽ không lấy nữa bạn. Đủ 11 mảnh rồi. Về về chế tạo cái thuyền. Đâu? Ừ, cái này còn cần nữa không nhỉ? Ôi mày quá, không cần nữa bạn. Hi hi. Mày quá. Rồi bây giờ mình sẽ về nhá. Chúng ta về để chế cái 100.000 đô bạn. Mong rằng là cái 1 triệu đô đừng liên quan gì. Đấy nhá, mình không nhắc các bạn. Không nhắc để cho nó không liên quan. Ok, chúng ta có slime đây. Và bên này chế biến slime nữa là xong. Đó. Ui. Đấy luôn. Càng ngày càng khó dần rồi. Không biết là chế tạo một cái 1 triệu nó còn khó như thế nào. Đại khái là hiện tại là thấy siêu khó rồi đấy. Chúng ta lấy vàng này. Bắt đầu chế biến thôi. Bắt đầu chế tạo được các bạn. Nhầm mất là chế biến. Chế biến thuyền. Ok, vừa đủ nhá. Xương này. Chế thuyền. Làm thuyền chạy bằng xương luôn. Okay, chữ này. Chúng ta cần 3 block này nữa. Xong. Wow, you made a $100,000 boat. Call me impressed. Động cơ bằng oxygen luôn. Wow, xịn sò đấy. Rất gì và lầy lọ đấy. Rồi, emerald mình hiện tại là mình phải đi kiếm emerald này. Redstone mình có 4 đủ. Ok, mỗi cái kia kim cương có đủ. Bây giờ kiếm emerald thì chắc chắn là cái cuối cùng là cái... À đây bên này. Wow. Ý, cục thuyền xịn này chắc chắn là phải sang bên này rồi. Đó, mình biết ngay chỗ này để mở ra emerald mà. Chạy được đi đâu, chạy lên quận. Ôi, chết rồi. Ui, cano ạ. Nghe tiếng thôi đã động cơ ở đây khoái rồi phải không? Cái gì đây? Đây làm cái gì đây? Trong dương này có gì không? Trong dương này có mấy thanh kiếm à? Ui, looting à? Thanh kiếm này là chúng ta có. Ui, xịn thế, 10 luôn ạ, x10. Ngon, thế cái này mà. Chết rồi. Mình thấy cho thanh kiếm này thấy có điều gì đó sai sai. Cần các cái công thức kia đã. Cần các cái này. Cái này phải tỉnh táo tàu, bỏ hết ra ngoài. Không để bất kỳ một cái viên nào trong này. Nó sẽ mất, nó sẽ biến mất một cách gọi là có cánh. Bay mất luôn. Đấy. Đặt ở đây. Gỗ nữa, à đất này. Vàng này. Rồi, cuối cùng đây rồi. Công thức 8x8 này chúng ta có thể quyết định. Well done. Well done. You made an 8x8 crafting okay. table. Check out your new recipes. Ok, cuối cùng đây rồi. Đấy, biết ngay mà. Rồi. Sợi chỉ có 3, có rồi. Xương có... Ui, xương có 2 à. Rồi, chúng ta lấy xương vàng có đủ rồi. Kim cương có 6 ạ. Có đủ rồi. Redstone là có đôi 4. À, redstone có 6, 8 ạ. Đôi 4, 6, 8. Có đủ 8 rồi. Mắt nhện có rồi. Bây giờ chúng ta cần kính thì bây giờ nung. Đấy, bây giờ mình sẽ chế tạo nha. Đấy, chúng ta sẽ chế tạo. Trước tiên là chúng ta sẽ cần 3 kim cương đây. Ok, cái công thức này nó hơi to một xíu. Quên mất một cái quên mất là của mình. Đó chính là kính. Rồi, đây bắt đầu chế tạo bạn. 3 vàng ở bên này nữa. Rồi, chúng ta có xương à. Ok, xương ở đây là có 3 này. Ở đây có 2 này. Sắp xếp lần lượt các bạn. Cứ sắp xếp lần lượt, bình tĩnh sắp xếp lần lượt là chúng ta đủ. Chứ rồi, không biết là có đủ 8 ở đây không. Ok, vừa đủ luôn, vừa zin luôn. Mình cứ tưởng mình tính nhầm, có thấy ít. Rồi, Nether Star chúng ta sẽ để ở dưới này. Ui, các bạn thấy không, công thức để chế tạo được cái thô, cái thuyền 1 triệu đô nó quá lằng nhằng luôn ạ. Nó quá là rắc rối. Rồi, ta cần đến ok. Đây, 1, 2, 3, 4. À, cái này đây ạ. Rồi, vừa đủ luôn. À, mắt nhện. Ui, còn cái gì nữa không ta? À, còn sợi chỉ nữa ạ. Một sợi chỉ đây nữa. Yes. Wow, you made a $1 million boat.
Great work. Ui. Rồi, các bạn thấy điều gì khác không? Thuyền 1 triệu đô nhìn có vẻ là du thuyền xịn hơn cái kia nhìn nhưng mà bé hơn các bạn. Rồi, cuối cùng thì Noob đã chế tạo xong cái cái siêu gọi là siêu du thuyền 1 triệu đô của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu test thử nhá. À, chỗ này hình như là để ui. Ui, cái này có siêu du thuyền này còn có khả năng bay nữa các bạn ơi. Ui, I can fly. Rồi, kỹ năng bay à? Cái này rất là tàu ngầm à. Rồi, tàu ngầm. Tập làm tàu ngầm á. Rồi, đây là tàu ngầm á. Ngồi lên. Rồi, có rất là nhiều kỹ năng này. Cái này là dùng để đi mai à. Ui, gặp đâu đào đấy các bạn. Gặp đâu đào đấy luôn. Rồi, đây là cái này dùng để đi mai các bạn. Ui, thuyền này có thể đi bất cứ đâu mình thích. Còn cái này là gì đây? Ui, thuyền có súng luôn ạ. Úi trời ơi. Ừ, quay lại bắn con slam. Bay đã. Úi rồi. Ờ, nước luôn, có nước luôn. Xịn đâu? Ngầu không? Rồi, tàu ngầm xuống. Chết rồi. Ách. Ừ, hay quá. Rồi, lại ngồi lên. Ui, các bạn thấy không? Cho dù mình bay lên trên cao đấy nhưng mà mình vẫn có. Rồi, đấy, mình dùng cái này là có nước nó bám theo mình luôn. Rồi, bây giờ mình ra xử lý cái con slam bạn. Có súng à? Không xử lý được con đấy thôi. Rồi, slam rồi. Không. Úi giời ơi, súng gì bắn không xin nghe luôn. Úi giời ơi, bắn không trúng luôn các bạn. Nó không có ống ngắm các bạn. Thả bắn được rồi luôn. Tự tâm mà nó không được rồi. Cái này là cái gì đây? Ô, giải TNT ạ. Ui, hấp dẫn các bạn ơi. À, muốn trả thù. Mình muốn vào oánh lộn với cả cái con này. Mình sẽ cho chế độ tàu ngầm. Úi, chế độ tàu ngầm xuống. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi vào đây. Thả bom đấy. Chắc chắn là mấy con này nó. Hay quá mà. Chế tạo cái thuyền siêu xịn sò của chúng ta là phải cần đến lấy ở đây mà khổ thật. Thải bạn luôn, chắc là cái này là cái khổ nhất bạn. Rồi, chúng ta thả bom đấy. Ui. Đó, bạn thấy không? Sức mạnh của siêu du thuyền không? Nó có khả năng bay rất là cao và mình có thể kết hợp với cái này. Kết hợp với cả cái khả năng đi mai là mình bay lên cao một cái thôi là có nước nó đi theo cùng luôn. Đó. Đây mình bay lên đỉnh trời mây nhá. À từ ạ. Bay lên đỉnh trời mây xong rồi dùng cái đi mai này. Ui, đó các bạn thấy không? Bay lên đâu là nó sẽ có nước lên đấy đi theo mà. Nên thoải mái rồi và mình có thể là xuống dưới bằng cách là chắc chắn rồi, tàu ngầm rồi. Chết rồi, không biết là có xuống được hay không. À đây là xuống được rồi. Đó, tàu ngầm chính hiệu đây. Tàu ngầm đấy nhưng mà vẫn bị chết. Vẫn bị chết ngạt bởi vì là đây là du thuyền mà chứ không phải tàu ngầm thực thụ đâu. Rồi còn cái này là khả năng là gọi là thả bom á. Ui trời ơi. Cái này kiểu như là ai mà truy đuổi các bạn là các bạn thả bom ra mấy cái là đen mặt luôn. Vừa gọi là cái này là không bị thúi mà cái này nó đen mặt các bạn. Không như các bạn thả bom nó thuyền nó thả bom nó xịn hơn. Đấy. Yeah. Các bạn thả bom thấy không? Thả bom xịn không? Nó còn đây là súng chắc chắn các bạn thấy không? Không được nó. Ui, đây là cái gì đấy? Để mình thử chui xuống ra nào. Đi mai đào ở đây xem có gì không? Ui. Đây trong này tối lắm các bạn. Thuyền mình đi nhanh. Thôi thôi lùi lại. Thuyền mình đi nhanh lắm các bạn. Đào đâu. Mỗi tôi là không nhặt được block đâu. Cái này nó chỉ phá hủy block thôi. Ồ, chúng ta có thể bay. Chúng ta có thể nhảy các bạn. Cái này người ta gọi là nhảy cao. Và chúng ta dùng cái kỹ năng này để không rơi từ trên xuống. Xịn chưa. Mỗi tôi cái súng này mình không thể ông nắm hay là không biết bắn được gì. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay thì Noob đã hoàn thành. Ui, biểu diễn luôn. Noob đã hoàn thành cái thử thách đó là chế tạo chiếc thuyền 1 triệu đô. Đó, bạn thấy không? Ngầu không? Có ai thấy cái chiếc thuyền 1 triệu đô siêu xịn sò của mình không? Ui, biểu diễn luôn. Các bạn thấy không? Đây, mình biểu diễn cho bạn xem này. Xoay. Úi xoay. Xoay này. Úi xoay rồi, các bạn thấy không? Siêu du thuyền bay đây. Đây gọi thuyền bay các bạn. Thuyền Noob là thuyền con vịt. Nó bay. Ok thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nhờ đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye.